Liên quan căng thẳng ở châu Âu, ông Medvedev tuyên bố Nga đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí hủy diệt mạnh nhất. Có phải bất hòa giữa Ba Lan, Đức phản ánh rạn nứt ngày càng sâu sắc ở châu Âu về Ukraine? Ở diễn biến khác, nghị sĩ Nhật nêu lý do khiến Tokyo tăng ngân sách quốc phòng. 6 máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Úc cùng các phái đoàn lưỡng đảng công du đến các đảo quốc Thái Bình Dương. Một số tin tức khác. Hơn 40 cổ động viên Maroc bị bắt giữ ở Pháp sau cuộc đụng độ với cảnh sát. Nhật Bản phóng tàu đổ bộ mặt trăng tư nhân đầu tiên. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Tờ The Guardian vào hôm 11 tháng 12 dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí thế hệ mới để tự bảo vệ mình trước các kẻ thù ở châu Âu, Mỹ và Úc. Cụ thể, ông Medvedev viết trên Telegram rằng chúng tôi đang tăng cường sản xuất những vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất, bao gồm những loại dựa trên các nguyên lý mới. Kẻ thù của chúng tôi không chỉ cố thủ ở Kiev, mà còn ở Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết về những vũ khí này. Trước đó, ông Medvedev khẳng định Nga sẽ có đủ tất cả các loại vũ khí cần thiết. Ở đâu đó, chúng tôi vẫn cần tăng số lượng. Song, chắc chắn chúng tôi có thể tự cung, tự cấp, ông nói. Theo truyền thông Nga, nguyên lý mới là thuật ngữ dùng cho những loại vũ khí được phát triển dựa trên các hiện tượng và định luật chưa từng ứng dụng cho mục đích quân sự. Trong đó có tên lửa siêu vượt âm. Theo New York Times vào ngày 10 tháng 12, mối quan hệ vốn chưa bao giờ nồng ấm giữa Đức và Ba Lan đã trở nên xấu hơn kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Và điều này làm tổn hại đến sự thống nhất trong cả NATO và Liên minh châu Âu, EU. Ba Lan và Đức đều là thành viên nòng cốt của EU và NATO. Giãn nứt chính trị và ngoại giao giữa Berlin, Warsawa đã được nhấn mạnh sau khi Đức đề nghị cung cấp khẩu độ tên lửa phòng không Patriot đắt đỏ cho Ba Lan. Ba Lan ban đầu chấp nhận, sau đó từ chối lời đề nghị. Giới chức này gợi ý bố trí các tên lửa ở lãnh thổ Ukraine, nhưng sau những lo ngại của đồng minh và sự chỉ trích của người dân, chính quyền ở Warsawa cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận Patriot. Toàn bộ câu chuyện này giống như một tấm phim X-quang về mối quan hệ tồi tệ giữa Ba Lan và Đức. Nó tệ hơn tôi nghĩ và tôi đã chứng kiến việc này lâu rồi. Michael Baranowski, giám đốc điều hành khu vực quỹ MISO của Đức ở Warsaw nói với New York Times. Theo báo Mỹ, Ba Lan từ lâu đã cảnh giác với Đức sau khi Đức phát động cuộc xâm lược Ba Lan vào năm 1939, khởi đầu của Thế chiến thứ hai. Warsaw cũng chỉ trích chính sách Ostpolitik của Đức, vốn là nỗ lực của Berlin nhằm nối lại quan hệ với Moscow và các quốc gia Đông Trung Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau đó, các nghị sĩ Ba Lan cũng liên tục chỉ trích sự lệ thuộc của Đức vào năng lượng Nga, cùng với việc hai đường ống Nord Stream được thiết kế để đưa khí đốt giá rẻ của Nga trực tiếp đến Đức và bỏ qua Ba Lan, Ukraine. Xung đột ở Ukraine chỉ khiến Warsaw tin rằng mối quan hệ thân thiết giữa Đức với Tổng thống Vladimir Putin không chỉ ngây thơ mà còn ích kỷ. Jana Paglirian, giám đốc Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu tại Berlin, cho biết cả hai bên đều mắc sai lầm trong những bất đồng hiện nay. Bà nói, mối quan hệ của Đức và Ba Lan đã xấu đi trong nhiều năm, nhưng hiện nó đang lên đỉnh điểm và gây ra những thiệt hại thực sự. Có khoảng cách đang lớn dần giữa Đông Âu và Tây Âu, điều đó chỉ có lợi cho Nga. Theo New York Times, dù vấn đề bố trí của tên lửa Patriot cuối cùng cũng được dàn xếp, nhưng những chỉ trích về việc Đức do dự giúp đỡ Ukraine và Pháp sẵn sàng thúc đẩy các cuộc hòa đàm với cái giá phải trả của Ukraine không chỉ giới hạn ở Ba Lan. Theo ông Budras, từ Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, có rất nhiều cuộc thảo luận về sự đoàn kết giữa phương Tây và EU, cũng như quan hệ hợp tác giữa các bên trong vấn đề Ukraine. Nhưng đồng thời, cuộc khủng hoảng đã dấy lên làn sóng chỉ trích ở Ba Lan và vùng Baltic đối với các nước Tây Âu. Ông nói, điều đó đã khoét sâu lòng hoài nghi và những lời chỉ trích.
đặc biệt đối với Đức và Pháp, là mất lòng tin trong sự hợp tác an ninh, khiến các nước nghĩ rằng họ chỉ có thể dựa vào Mỹ và Anh Quốc. Dẫu vậy, theo một số nhà phân tích, vẫn còn điểm sáng trong quan hệ giữa Ba Lan và Đức. Đầu tháng này, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác để đảm bảo tương lai của nhà máy lọc dầu khổng lồ Schwarz, một cơ sở của Đức đã xử lý dầu của Nga và hiện đang chịu lệnh trừng phạt. Sophia Best, một nhà phân tích người Đức của tổ chức Carnegie Endowment, nhấn mạnh rằng Berlin đã thay đổi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine. Bà chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách hướng tới một quân đội mạnh hơn và khả năng phục hồi kinh tế cao hơn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Bà tin rằng nhà lãnh đạo đang lắng nghe các nước Trung Âu nhiều hơn và mối tình lãng mạn của Đức với Nga có thể sẽ đến hồi kết, chuyên gia kết luận. Theo Reuters, một phái đoàn các nghị sĩ cấp cao thuộc Đảng Cầm quyền của Nhật Bản đã đến thăm đảo Đài Loan vào hôm 10 tháng 12, bất chấp hành động này khiến Trung Quốc bất bình. Phát biểu cho ngày 11 tháng 12, một thành viên trong phái đoàn nhấn mạnh Nhật Bản cần tăng chi tiêu quân sự trước các thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Koichi Haguda, người phụ trách chính sách trong Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do, LDP, đã dẫn dắt phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản đến thăm Đài Bắc. Ông nói, kể từ Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã đi theo con đường hòa bình, và con đường đó sẽ không thay đổi trong tương lai. Khi Nhật Bản chuẩn bị ngân sách cho năm tới, Thủ tướng Fumio Kishida đã công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP trong vòng 5 năm từ mức 1% hiện nay. Điều đó sẽ đưa ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản tương đương 80,55 tỷ USD từ mức 5,4 nghìn tỷ yên hiện tại. Khi đó, nước này sẽ có ngân sách quân sự lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Haguda, việc Trung Quốc tăng mạnh chi tiêu quân sự cũng như các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là lý do khiến Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Chúng tôi muốn bất cứ ai muốn tấn công Nhật Bản đều sẽ bỏ cuộc. Để làm được điều đó, chúng tôi phải chứng minh sức mạnh của mình. Reuters dẫn lời vị quan chức cho hay. Mặc dù Nhật Bản và đảo Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng hai bên đều chia sẻ về mối lo ngại an ninh khu vực. Theo Reuters, Nhật Bản thận trọng quan sát những động thái của Bắc Kinh với Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc xem như một phần lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng sát nhập bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận gần Đài Loan hồi tháng 8, nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Trong đợt diễn tập này, Trung Quốc phóng 5 tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ở vùng biển gần tỉnh đảo Okinawa. Mỹ đã đặt các căn cứ quân sự lớn ở Nhật Bản, bao gồm cả ở Okinawa, cách không xa Đài Loan. Theo Reuters, điều này sẽ tạo thuận lợi nếu Mỹ hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc thu hồi hòn đảo bằng vũ lực. Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan thông báo 6 máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện trong không phận gần hòn đảo. Từ 6 giờ ngày 10 tháng 12 đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 12, trong đó có 2 máy bay không người lái, thông tin được Trans Taiwan News đăng tải. Theo cơ quan phòng vệ, 13 máy bay và 4 tàu chiến của Trung Quốc đã bị phát hiện hoạt động ở eo biển Đài Loan trong thời gian trên. 6 trong số các máy bay đã vượt qua đường trung tuyến, hầu hết đã đi vào không phận phía tây nam của Đài Loan. Hòn đảo đã giám sát chặt chẽ các chuyển động của máy bay Trung Quốc, Taiwan News nói rõ. Các máy bay được theo dõi trong khoảng thời gian 24 giờ, bao gồm máy bay chiến đấu J-11, máy bay ném bom H-6, máy bay trinh sát KJ-500, hai máy bay không người lái BZK-005 và HELS-7. Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán lô phụ tùng trị giá hơn 400 triệu USD, mục tiêu nhằm giúp Đài Loan bảo dưỡng phi đội tiêm kích F-16 cùng các loại máy bay sử dụng hệ thống do Mỹ sản xuất. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, có thể bằng cách sử dụng vũ lực nếu cần. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây liên tục căng thẳng, khi phía Bắc Kinh gia tăng sức ép lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Reuters ngày 11 tháng 12 báo cáo, Ngoại trưởng Úc cùng các chính trị gia lưỡng đảng của nước này sẽ tới thăm một số đảo quốc khu vực Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ với các bên. Cụ thể, phái đoàn cấp cao của Úc
bao gồm Ngoại trưởng Penny Wong, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Thái Bình Dương Beth Conroy và một số quan chức khác. Phái đoàn sẽ đến thăm Vanuatu, Liên bang Micronesia và Palau trong tuần tới. Reuters bình luận, Úc đang nỗ lực củng cố vị thế của mình ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng, Bắc Kinh đã ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon vào tháng 4 năm nay. Trong nhiều thập kỷ, đồng minh của Mỹ đã xem khu vực này trong phạm vi ảnh hưởng. Năm nay, cả Trung Quốc và Úc đều tiến hành các chuyến thăm cấp cao tới Thái Bình Dương. Theo các chính trị gia Úc, phái đoàn cấp cao sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Vanuatu, Liên bang Micronesia và Palau. Các bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó các vấn đề an ninh khu vực, môi trường và mục tiêu phát triển. Khi có mặt tại Vanuatu, phái đoàn sẽ tham dự buổi lễ bàn giao khu bến cảng và thuyền cảnh sát mới. Động thái như một phần trong sự hợp tác lâu dài của Úc vì lợi ích an ninh khu vực chung. Theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên cùng các thành viên lưỡng đảng tới các quốc đảo Thái Bình Dương kể từ năm 2019. Sputnik vào hôm 11 tháng 12 đưa tin, 42 người đã bị bắt giữ ở thủ đô Paris của Pháp sau cuộc đụng độ giữa các cổ động viên đội tuyển Maroc và cảnh sát. Trước đó vào tối ngày 10 tháng 12, trên đường lộ Champs-Élysées, cảnh sát đã bắt đầu giải tán người hâm mộ Maroc khi họ đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia trong trận tứ kết FIFA World Cup. Theo Sputnik, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, khi đó có khoảng 20.000 người ở đại lộ Champs-Élysées. Maroc vào tối ngày 10 tháng 12 đã bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha. Chiến thắng này đã đưa Maroc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một kỳ World Cup. Và cũng là đội bóng đầu tiên của người châu Phi vào đến vòng đấu này trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Người Maroc đang mơ mộng kỳ tích khác sẽ xuất hiện trong trận bán kết với Pháp diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA Bill Nelson tuyên bố bất chấp xung đột giữa Nga, Ukraine, hợp tác giữa Nga và Mỹ, tại trạm vũ trụ quốc tế ISS vẫn đang tiến hành một cách chuyên nghiệp. Thông tin được đăng trên một bài phỏng vấn của Nikkei Asia hôm 11 tháng 12. Ông Nelson, khủng hoảng ở Ukraine đã thay đổi mọi thứ trên mặt đất. Điều đó đã khiến châu Âu đối phó với Nga mạnh mẽ hơn. Nhưng các hợp tác trên trạm vũ trụ quốc tế vẫn không thay đổi, ông Nelson khẳng định. Theo Sputnik, Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos thông báo có kế hoạch xây dựng một trạm vũ trụ vào năm 2026. Giám đốc điều hành chương trình chuyến bay vào vũ trụ con người của Roscosmos, ông Sergey Grigalev, cho biết vào tháng 10 rằng trạm vũ trụ tương lai của Nga sẽ liên quan đến sự hợp tác với các cơ quan vũ trụ khác. Theo ông Grigalev, Roscosmos đang thảo luận về việc tham gia chương trình ISS trong tương lai với chính phủ Nga và hy vọng sẽ được phép tiếp tục vào năm tới. Lãnh đạo NASA trước đó đã nói rằng ông mong đợi Nga sẽ tiếp tục là đối tác của ISS cho đến năm 2030. Nhật Bản có thể sắp ghi nhận tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng. Đài NSK hôm 11 tháng 12 đưa tin, tàu đổ bộ mặt trăng không người lái được phát triển bởi công ty khởi nghiệm iSpace có trụ sở tại Tokyo. Tên lửa mang theo tàu đổ bộ được phóng từ Florida vào hôm 11 tháng 12. Tàu vũ trụ sẽ tách khỏi tên lửa khoảng 47 phút sau khi cất cánh. Sau đó nó sẽ bay về phía mặt trăng, cách trái đất khoảng 380 km. Dự kiến nó sẽ đáp xuống bề mặt mặt trăng vào cuối tháng 4 năm sau. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một công ty tư nhân đổ bộ tàu vũ trụ lên mặt trăng. Tàu đổ bộ mang theo những robot nhỏ của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và các tổ chức khác phát triển. Chúng sẽ tiến hành thăm dò bề mặt và thử nghiệm với nhiều loại công nghệ. Các tài liệu nghiên cứu được công bố trong những năm gần đây cho thấy mặt trăng vẫn có nước. Điều này có thể trở thành cơ sở cho hoạt động của con người trong không gian. Theo NSK, cuộc đổ bộ lên mặt trăng có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho các cơ hội kinh doanh trên mặt trăng. Mạng lưới đường sắt quốc gia Etihad Rail là một huyết mạch giao thông ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ trở thành hành lang nối các trung tâm công nghiệp với các khu vực và cảng đông dân cư. Thông tin được đài CGTN của Trung Quốc hôm 11 tháng 12 đăng tải.
dự án do một công ty Trung Quốc hợp tác xây dựng với tổng chiều dài 1.200 km. Dự án đường sắt Etihad trải dài khắp UAE, từ biên giới Ả Rập Saudi đến biên giới Oman. Đây là một phần then chốt của mạng lưới đường sắt vùng vịnh. Cho đến nay, khoảng 75% công việc xây dựng đường sắt đã được hoàn thành. Sau khi hoàn thành và thông xe, tuyến đường sắt sẽ trở thành hành lang giao thông chính nối tất cả các trung tâm, bao gồm trung tâm công nghiệp, sản xuất và hậu cần, các khu vực đông dân cư và cảng. Đường sắt Etihad là một dự án quan trọng. Nó sẽ cung cấp các giải pháp hậu cần, kết nối các khu vực chính với vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp và cảng chính. Nó cũng sẽ mang lại sự gắn kết xã hội. Moham Mahdi, kỹ sư xây dựng cấp cao của dự án Etihad cho biết. Dự án đường sắt Etihad được thiết kế để xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2 được thực hiện bởi Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, CRCC, và các doanh nghiệp địa phương UAE. Trong hơn 2 năm nỗ lực, nhóm dự án đã lập nhiều kỷ lục như đổ hơn 10.000 m2 bê tông trong một lần, đặt 7,2 km đường ray trong một ngày và hoàn thành cả 9 đường hầm trong 422 ngày. Tháng 10 này, việc lắp đặt gói thầu cuối cùng của dự án giai đoạn 2 đã hoàn thành, theo CGTN. Trung Quốc hôm 10 tháng 12 cho biết, nước này hoan nghênh phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO rằng thuế quan mục 232 của Mỹ đối với các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc là vi phạm quy tắc của WTO. Tuyên bố được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra, theo đài CCTV, người phát ngôn bộ này gọi phán quyết của Hội đồng chuyên gia WTO là khách quan và công bằng. Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ một số thành viên WTO, viện cớ vì lý do an ninh quốc gia. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, những hành động như vậy là hành vi của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Trung Quốc hy vọng rằng phía Mỹ sẽ tôn trọng phán quyết của Hội đồng chuyên gia WTO và tuân thủ quy tắc của WTO, đồng thời hợp tác với Trung Quốc và các thành viên của WTO khác để cùng nhau bảo vệ hệ thống thương mại đa phương. Theo người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, theo CCTV, các chuyên gia thuộc cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO cho biết, việc Mỹ áp thuế toàn cầu đối với thép và nhôm nhập khẩu là không phù hợp với các quy định của WTO, và Mỹ không có lý do chính đáng để áp thuế như vậy. Sau khi báo cáo của Ban hội thẩm được công bố, người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cùng ngày đã ra tuyên bố bác bỏ kết luận trong báo cáo của WTO. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.